cuộc đời này nhiều cái nó ngộ nghĩnh lắm cô chú anh chị. Nhiều khi mình buôn bán chỗ này á, cái anh em đồng nghiệp mà biết nghề á ha, thì vô nói là ông nội là ông buôn bán vậy, bảo hành thì dài, hậu mãi thì cao, giá cạnh tranh kiểu này sao mà lời lãi gì nói đó. Còn mà khách hàng thì nhiều khi cũng nghi ngờ, cô chú anh chị không biết á, cái nghi là không chính hãng nào kia ha. Nhưng mà em nói là em kinh doanh này mười mấy năm rồi, với lại em cam kết cái đồ em bán ra mà không dinh chính hãng là em Cường tặng máy, mà em Cường từ đó tới giờ là vậy, không bao giờ mà em bán cái đồ tầm bậy tầm bạ. Thì mình là chỉ có chính hãng mới làm thôi. Giống như bây giờ em mới về được 5 chiếc nè, Surface Pro 9 cô chú anh chị, nó là hàng new luôn ha, mà nó chỉ không có cái hộp giấy này thôi đó, kiểu như là nó về máy trần mấy cục sạc thôi. Thì anh chị biết không, coi 7 ram 16 ha, bây giờ em chia mức giá là 26 năm thôi, trong khi anh chị nếu mua cái máy new có hộp thì là phải bỏ 31 năm, coi như anh chị rẻ hơn được 5,5 triệu đó. Em chia 26 là coi như anh chị phải tốn thêm 5,5 triệu nữa để mua cái hộp giấy này. Thì bây giờ như vậy anh chị chọn cái giá trị cốt lõi này cho em đi. Cái máy với cục sạc thì máy mới nó cũng vậy thôi, ở trong hộp nó cũng chỉ có là máy với sạc thôi, coi như mình bỏ cái hộp giấy này đi, mình tiết kiệm cho em gần 5,5 triệu ha. Rồi á thì bảo hành vẫn là 12 tháng, 30 ngày đầu lỗi là em Cường đổi cái bụp liền chứ không ABCD ha. Mà cái dòng này á bữa giờ là được cô chú anh chị ủng hộ nhiều lắm nha. Lý do là nó rất là mạnh, coi 7 lần mà thế hệ 12, đọc file, xem file, làm văn phòng nào kia cân hết được mọi tác vụ luôn. Nó rất là tiện, anh chị thấy không? Thích thì mình có thể là sử dụng thành máy tính bảng, còn không thích thì mình gộp vô thành một chiếc laptop thực sự luôn, đầy đủ công năng hết. Mà em nói rồi, những cái dòng này cảm ứng của nó rất là mượt nha. Lý do là được bui từ một công ty ra, có nghĩa là Microsoft họ cái win của họ rồi, thì bây giờ họ sản xuất luôn phần cứng. Một công ty mà họ bui cả phần mềm phần cứng thì cái đồng bộ rất cao, thành ra cô chú anh chị xài chắc chắn sẽ mượt hơn những cái dòng laptop có cảm ứng khác ha. Ba cái râu ria này thì cần làm cái gì đâu, cô chú anh chị lấy về chắc cũng bỏ sụt rác thôi chứ làm cái gì. Quan trọng là máy ha. Thì như em nói á, là những cái mẫu này nè, nó rất là phù hợp cho những anh chị nào mà di chuyển ha, rồi làm văn phòng, làm công việc, sếp rồi đó. Đặc biệt là những anh sếp thì ok, chọn cái mẫu này xài nó là hết nước chấm luôn. Surface Pro 9 nó vẫn một cái gì đó đẳng cấp ở cái thế giới tablet PC anh chị.